Hello cô và chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Bình Thông Nguyên, năm nay mình 12 tuổi. Và từ đến nói về mình là thông minh, linh lợi và sáng tạo. Hôm nay thì mình sẽ kể một mình sẽ trả bài một số câu chuyện mà mình đã nghe qua và đã suy nghĩ trong đầu mình trong cái buổi học thứ 3 tuần này. Thì các bạn hãy theo dõi mình cái câu chuyện này nhé. Sáng hôm ấy em đi ra trường dịch thì sáng hôm ấy em đi ra chuồng gà mà em chả thấy gà đâu hết trơn. Ở đâu đó thì em có thấy một vài cái trứng gà, thì em liền lấy tất cả trứng á, bỏ vô ô dù và đưa cho chế em. Em mới đi ra bờ hồ để hóng mát một tí, thì em thấy một đàn vịt, thì em mới nhìn kỹ con vịt bên trái, nó có một cái hình trái tim ở ngay cánh bên phải. Đó là câu chuyện thứ nhất của em. Tới câu chuyện thứ hai nè. Okay, cô. Từ số 04 tới số 15 nha cô. Em bắt đầu kể đi. Vào một buổi chiều, và đưa em chiếc táo này ngoan đi, rồi hồi đi mua bệnh nè, cho bà nội chút đồ nhiên. Các em cô, dạ cô, bà nội. Khúc đó em bị lột. Ăn xong trái táo thì em mới chợt nhớ, ủa nãy giờ quên mua đồ. Rồi em mới lật đật chạy ra mua đồ thì lỡ dốc phải vỡ ốc mà hên, lúc đó em ăn dép. Còn đi một hồi nữa em dắp phải cái ghiều mà hơn lúc đó là cán ghiều đó, còn đầu ghiều là em mất tiêu. Hơi tiêu. Rồi hết một ngày xong, hôm sau thì em được dẫn đi chơi sửa thú, thì ở đó có một cái lồng kiến khổng lồ, ở trong đó thì có băng với lại có mấy bạn chim cánh cụt. Thì ở đó có mấy anh chăm sóc mấy bạn chim cánh cụt. Thì có nặng một vài người, số người tuyết rất là đẹp luôn và dễ thương nữa. Em đi một cái em mới lướt ngang đi qua, coi xong rồi mới lướt ngang đi qua. Thì ở đó có một con hú cá cổ dài, cao, cao vút 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 luôn. Vút 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 cao giống em vậy á. Lùn còn nói. Nó cao hơn em. Rồi á, thì em hết rồi. Nói chung là lúc đó thì em đã có hết trơn sở thú rồi, thì em liền về nhà. Thì đi ngang một ngôi nhà có nuôi mấy bạn heo thì gần, ở gần đó thì có một cây thang. Xong rồi đó cũng hết ngày đó luôn. Cái ngày hôm sau cha em mới bắt cho em coi một bộ phim rất hài. Thì cảnh đầu thì em thấy một con cá mập đang bơi qua, bơi ở đó thì gần em thấy một con bướm, hai con bướm, ba con bướm và một đàn bướm luôn. Thì cái một đàn bướm ở đó, xung quanh đó thì có một con thuyền, rất là to, và trong đó thì có rất là nhiều túi tiền của người dân. Thế là hết câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba, okay. Thì một ngày nọ em đã coi một cái chương trình thế giới động vật. Wow, bạn ốc thì cũng linh hoạt như con người nhưng mà phải đi chậm chậm chậm. Bạn đi bật chậm 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 nhưng mà bạn ấy đang nghe nhạc. Và đi qua cái đèn giao thông thì ở đó có một bạn chó nói là ở đó rất là nguy hiểm, bạn đừng có đi. Vừa nói dứt câu là bơm bùm. Thế là thôi tiêu. Nhưng không, đó là thính của bạn. Thính. Đó là đồ ở trên máy bay góc xuống. Nó mới mở ra một cái đèn cầy. Wow, đập lá đập lắm, chiếu chiếu chiếu. Lửa tiếp theo là hết bộ phim đầu tới bộ phim thứ hai mới thấy thế giới động vật. Mở đầu là hai bạn thiên nga đang quấn quýt nhảy múa với nhau, thì ở đó có một bạn công, bạn đó lợi bạn đó phát đám phá lối. Ở đó thì có một bạn sóc, ở gần đó có một bạn sóc nhưng mà bạn đấy chả biết làm gì cả ngoài ăn uống. Bạn đấy leo lên một cái cần cẩu rồi bạn đó nhìn chỉ nhanh thôi. May thay là có một bạn gà với bạn chuột, vậy lại can ngăn mà can không được luôn. Cái ở đó gần đó thì có một bạn sóc. Ý nhầm thỏ mới đúng.
Hai bạn kia mới nhờ bản sóc, nhưng mà bản sóc cũng mãi mê ăn chứ chả biết làm gì. Đang coi lít con chuột cái dăng ra khỏi màn hình, nó coi lần sau nó nào nó hù mình. Bản thân nó còn cho ác nữa cô. Chui điện tắt nguồn. Chui điện tắt nguồn. Thế là hết câu chuyện rồi các bạn, cho mình xin ý kiến nha. Và nhớ ủng hộ mình nha. Cô Linh.